mừng ba mẹ về nhà. Hai gái cưng của chúng ta đây rồi. Cầm hộ áo khoác cho ba mẹ nha, Abby. Ui, nhớ gái yêu quá đi à. Ôi trời, bừa bộn quá thể. What? Đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Đây mà là phòng con gái hả trời? Mẹ cạn lời với hai đứa. Con gái con đứa mà ở dơ quá nha. Cô chị giàu có đang muốn dùng tiền để trốn tránh dọn dẹp. Cái gì? Con đừng mơ tưởng nữa. Còn con nữa, FB. Mẹ dặn bao nhiêu lần là phải giữ phòng ốc sạch sẽ rồi mà. Hai đứa đứng dậy. Dọn dẹp ngay cho mẹ. Cắm trả treo. Xem ra có người phải lủi thủi làm một mình rồi. Sophie đã có cách hay hơn nè. Xin chào. Công ty dọn dẹp phải không ạ? À? Cháu cần thuê dịch vụ dọn phòng ngay giờ luôn ạ. À? Vậy là xong. Đúng là giàu có thích thật mà. Không muốn tự làm thì thuê người khác là xong xuôi. Bye bye. Wow, lần đầu thấy cái phòng bừa bộn như thế này. Phải dọn chưa biết sao giờ. Giường ngủ gì mà vứt tùm lum từ lưa hà. Vứt đi có phải hơn không? Chỗ Sophie thì ngon nghẻ rồi nè. Chỉ tội nghiệp Abby oan uổng. Con dọn dẹp như thế này à. Trong khi chị gái được khen ngợi hết lời thì cô em tội nghiệp phải dọn lại lần nữa. Con gái ai mà không mê mua sắm. Mình muốn mua cả thế giới. Chị gái giàu có còn lại gì cách để chiều lòng mẹ chứ. Nhìn gương mặt sáng mừng đó đi. Một khi đã mua sắm chỉ có nghiện mà thôi. Mẹ muốn cái áo đó. Tiền cứ vậy biến mất chóng mặt ngay trước mắt. Nhưng có sao đâu, vì chứa tiền thì Sophie không thiếu mà. Ở bên cô em gái thì không như vậy. Đồ chỗ nào cũng đẹp ghê. Ước gì mình có vài bộ mới. Bớt mơ tưởng đi bé ơi, không xu dính túi sao mà mua. Đi mua sắm mà như này là hỏng rồi. Hay là thử qua xin mẹ ít tiền mua đồ có khi lại được á. May quá con đây rồi, cầm túi giúp mẹ đi. Mẹ còn muốn mua nhiều thứ lắm. Thật bất công mà. Wow, iPhone 13 mới ra kìa. Đúng là chiếc điện thoại trong mơ mà. iPhone 12 của mình giờ thành đồ cổ mất tiêu rồi. Xem ra chị gái đại gia không cần điện thoại cũ nữa. Điều này có nghĩa là gì đây? Điện thoại sắp có chủ mới chứ gì nữa. Nhìn ba có vẻ quyết tâm đó. Nhưng đừng mơ Abby lùi bước nha. Và thế là cuộc chiến bắt đầu. Hay nha. Cẩn thận, bồ câu thần trưởng. Quả là cân tài cân sức. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Thả con ra. Hình như mẹ gọi. Sao đó vợ? Tội nghiệp cho Abby cứ vậy mà thua trắng. Còn chị gái Sophie thì tậu nguyên iPhone 13 mới tinh. Công lý ở đâu? Tan học rồi. Thu dọn sách vở đồ dùng có giá trị đi các em. Có người chỉ dùng vở bút bình thường thôi kìa. Em xong rồi. Giờ đợi mẹ tới nữa thôi. Các con yêu đây rồi. Chắc Sophie mệt lắm hả con? Ôi trời, con để vàng miếng trong ba lô à. Cầm giúp chị con đi Abby. Cô em gái nghèo lại phải mang vác lần nữa. Giờ hai mẹ con mình đi dạo bộ nha. Mùi gì thơm quá ta. À, thì ra là mẹ đang làm đồ ăn sáng. Chào buổi sáng con yêu. Hôm nay dậy sớm quá ha. Thơm quá mẹ ơi. Nhìn ngon nữa. Bé ơi, cái này không phải cho con đâu. Là của chị Sophie đó. Ủa mẹ, vậy phần con đâu? Con mang đồ ăn sáng lên cho chị con trước nha. Cảm ơn con. Ngoan lắm. Lại bữa sáng trên giường cho chị gái giàu có như thường lệ. Dậy đi chị Sophie, tới giờ ăn sáng rồi nè. Bánh mì kẹp phô mai à. Đúng món chị thích. Chị chả bao giờ cho em ăn chung cả. Chúc chị ăn ngon miệng. Mẹ ơi, đồ ăn sáng của con đâu? Ồ, con đói rồi à bé cưng. Để mẹ xem còn gì nấu cho con nha. 2 phút sau đã có liền. Đúng là bữa sáng điển hình của FB mà. Đĩa nè con. Ăn từ từ thôi nha. Lại là mì ăn liền. Tới lúc nào mình mới được ăn gì khác đây?
Sinh nhật mẹ là ngày quan trọng nhất trong năm. Hey. Mẹ ơi, con có quà cho mẹ đây nè. Nhưng mẹ phải nhắm mắt trước đó đã. Mẹ thích bất ngờ nha. Giờ mở mắt ra đi. Ta-da. Wow. Thiệp sinh nhật tự làm ư? Happy gửi mẹ thân yêu. Ủa, coi bộ có người quên mất sinh nhật của mẹ rồi. Nhưng Sophie đã có kế hoạch này. Có khi mẹ lại thích tự chọn quà cho mình hơn. Một lần nữa chị gái đại gia lại phá hỏng mọi thứ. Cửa hàng trang sức. Xem ra đúng ý của mẹ rồi. Nhưng nhân viên có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Xin lỗi nha, đồ ở đây em mua được tất. Nhìn đi rồi hiểu ngay à. Bất ngờ nha. Để em tư vấn cho chị ha. Quý khách à, mấy món này sao xứng tầm với chị được. Em có hàng phiên bản giới hạn đây. Còn món nào hợp với mẹ hơn chứ? Ôi trời, mẹ đeo có đẹp không nè? Dạ hợp lắm ạ. Để con mua cho mẹ nha. Cảm ơn con gái cưng nhiều. Mình cần gì đóng giấy lộn này chứ? Cái túi mới là chân ái. Còn gì sánh được xúc xích tự làm đây? Món tủ của FP đó. Gọi mẹ xuống ăn thôi. Con tự làm cho mẹ đấy ạ. Yes. Hai mẹ con mình cùng thử nha. Mong là mẹ thích. Con làm mãi mới được đó ạ. Sophie xuống vừa đúng lúc. Hai mẹ con ăn gì đó? Cái này sao mà ăn được chứ? Đợi con tí nha. Chị gái giàu có lại có ý tưởng mới rồi. Mời cả nhà dùng bữa tối. Nhớ rửa tay trước khi ăn nha. Wow, toàn đồ ngon hết nước chấm luôn. Xem ra kế hoạch giảm cân của mẹ coi như bỏ. Ngon quá thể. Mẹ ăn quên trời đất luôn. Đừng lên thuyền mà Leo ơi. Lần nào xem lại mình cũng khóc hết trơn. Happy hết tiền tiêu vặt và đang tính xin thêm mẹ một ít. Để mẹ xem nào. Mẹ chỉ còn mấy tờ lẻ thôi à. Cho con nè. Mẹ nhẵn túi luôn rồi. Những lúc thế này có con gái giàu có may mắn biết bao. Sao buồn vậy mẹ? Mấy mẹ trống trơn rồi nè. Có gì đâu. Đây mẹ cầm đi. Cứ tiêu thoải mái ạ. Con đúng là cú tinh. Mẹ đi mua sắm đi. Ôi trời, người lớn có lúc vẫn như đứa trẻ chưa lớn á. Muốn mua cả thế giới nhưng trong túi lại không có một xu. Tớ hiểu cảm giác ấy mà. Đừng đầu hàng số phận. Tới lúc hành động rồi. Happy không muốn nghèo mãi như vậy, cho nên quyết định đi làm thêm. Có thể học cách bán hàng hoặc phát triển kỹ năng mới. Chắc mình làm pha chế cũng ổn áp đó chứ. Tới giờ vẫn chưa có chuyện gì. Khách hàng đầu tiên đây rồi. Hồi hộp quá đi. Xin chào quý khách. Mình muốn gọi món gì ạ? Lạ ghê. Sao khách này nhìn quen quá ta? Ủa, mình từng thấy cái điện thoại này đâu đó rồi. Suýt nữa là bị lộ rồi. Cho mình món nào đắt nhất ở đây đi. Chắc sẽ suôn sẻ thôi à. Em gửi món của quý khách ạ. Cảm ơn, cứ để đó cho em đi. Gọi thanh toán là vừa rồi. Phục vụ đâu? Mình đang mơ chăng? Từng này tiền tiếp của mình tất thứ. Chào to rồi. Cứ nhận đi bé yêu à. Em xứng đáng mà. Các bạn có thích video này không nào? Theo các bạn, FB có nhận ra chị gái Sophie mình không? Bình luận ở dưới nha. Nhớ like video này của chúng mình, đăng ký kênh và ấn vào chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào của hai chị em từ kênh